hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái ứng dụng rất là hay và thú vị. Ứng dụng này sẽ dành cho những bạn nào mà thích kết bạn và giao lưu trên các mạng xã hội. Nó có tên là Bigo Live. Và ứng dụng này thì không phải là mới ra mắt đâu, mà nó xuất hiện cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên mà dạo gần đây ý, thì nó mới nổi lên. Và được đông đảo các bạn trẻ ở Thái Lan cũng như là Việt Nam sử dụng. Và hiện tại con số những người sử dụng ở Việt Nam thì đang tăng lên hơn 50.000 người, và tăng theo từng ngày. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm ứng dụng này xem nó có gì thú vị nhá. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về giao diện của ứng dụng nhé. Đầu tiên thì các bạn tải ứng dụng về ở trên App Store này. Nó có cái biểu tượng con khủng long trông rất là xinh, màu trắng, rồi là lưng sừng xếp màu xanh, và chúng ta sẽ vào luôn. Và trong này thì ứng dụng sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập, và mình đã đăng nhập bằng tài khoản Facebook cho nó đơn giản, rất là đơn giản thôi. Ở trong này giao diện chính, tất cả những cái mà mình lướt ở đây này, úi giời ơi, là toàn là những cái người mà đang live stream trực tuyến đấy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ lướt qua một chút là ở phía phím ở phía dưới bên tay trái góc dưới cùng sẽ là home, chính là cái trang màn hình chính đây này, home luôn, những người mà hiện live đấy. Ở bên tay phải có cái hình quả như kiểu quả gì đấy, vệ tinh gì gì đấy, thì chúng ta sẽ có tất cả những cái tổng hợp những cái live stream này, có cả mình kiểu các đất nước này, Thái Lan, Việt Nam, những người đang livestream, và tổng hợp luôn cả hotline luôn, để cho các bạn nếu mà thích thì có thể kích vào. Sau đây thì chúng ta sẽ thử trải nghiệm cái tính năng live trực tuyến ở trên cái video này. Ủa, Nam Nam là ai chưa? Biết mình là dồ chưa? Còn anh à? Đập đầu tường á. À, mua mấy lần rồi. Đường tao mua máy rồi, di động thông minh rồi. Nhớ mua ủng hộ thêm nhá, Đường Tăng nhá. Chào Mập Lê Hoài Nam đấy. Có mà anh Mập ở đây không mà chào Mập. Chào bạn. Có một thanh niên đang ở dưới. Các bạn thấy nhạc của Sôi Động không ạ? Cái ứng dụng này hay nhờ. Không thấy, tại vì nó trắng quá anh ạ. Anh phải đứng lên thôi. Ui, khói, các bạn nhìn thấy khói không? Cháy nha. Cháy nha. Sau đây chúng ta hãy thử xem like của người khác xem thế nào nhá. Xem anh nào bây giờ, anh Thành Công hay là anh Tuấn Ngô? Được, em cũng thích. Ôi trời ơi, nhiệt tình. Ảnh một kiểu, hello, bắn tim. Sổ, Phương Anh xem tim rồi. Không áp xe là bị viêm, em ạ. À. Gì đấy? Xuống tay, đứa hỏi áp xe là bệnh à? Chà mặt ra đường thì làm sao được như này. Anh là thầy bói hay bác sĩ? Thôi, nách. Tôi muốn đả mẹ phạt bút lông xí. Dòng cartoon nữa các bạn, dòng cartoon nữa. Sổng thuốc này phạt ông con phu với ông đẻ. Tiên khó mẹ nà. Sắc lắc đẹp. Ôi, anh đảo á. Ôi chán quá. Xem có anh nào đẹp trai không? Hay là Việt Nam thế nào? Cô te kìa. Việt Nam. Xem anh nào trông lại đẹp trai một chút. Chỉ sợ ảnh lừa tình thôi. Xong kích vào thì sống như một con gấu không được. Ai, chả chọn được anh nào. Hay chọn anh này. Anh này là cái lúc nãy mà. Chưa lên. Trời ơi. Hát đi. Xinh. Ơ so. Ba đê. Hay gì đi.
Trời ơi, bạn này nhạt quá. Thôi, next. Và cái tính năng live trực tuyến ở trên Facebook đã rất được yêu thích rồi. Hiện nay chúng ta còn có thêm một cái ứng dụng chuyên để live stream nữa. Các bạn trẻ giờ đây có thể thoải mái show hàng cũng như là tìm kiếm rồi là làm quen trai xinh gái đẹp. Link tải ứng dụng ở phía dưới cho các bạn nào có muốn tham khảo và tải về. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các bạn thấy nhạc của sôi động không ạ?